Bốn thành viên nhóm Mây Trắng lần đầu tiết lộ lý do tan rã chỉ vì một câu nói của Yến Trang. Lý do nhóm nhạc thần tượng một thời của thế hệ 8X, 9X tan rã được các thành viên lần đầu thú nhận và chia sẻ một cách thẳng thắn nhất. Phải rất lâu sau khi người ta tạm quên cái tên Mây Trắng trên bản đồ âm nhạc Việt, các thành viên của nhóm nhạc thần tượng một thời này mới có dịp hội ngộ để trải lòng. Trong một talk show, bốn thành viên Mây Trắng thời Hoàng Kim, Ngọc Châu, Yến Trang, Yến Nhi và Thu Ngọc đã lần đầu lên tiếng nói về những mối bất hòa mà họ đã trải qua. Trong chương trình, Thu Ngọc, leader nhóm Mây Trắng ngày xưa cho biết, thời điểm Thu Thủy rời khỏi nhóm, các thành viên đều đã nghe phong phanh thông tin thành viên này hợp tác với người khác. Để chắc ăn, các thành viên đã gặp mặt tại nhà Thu Thủy, cùng đưa ra cách xử lý là cùng nhau ký một hợp đồng để bảo đảm không ai ra đi vào thời điểm đó. Và bất ngờ Thu Thủy không ký, quyết định của Thu Thủy cũng chính là dấu chấm hết cho sự có mặt của cô ở Mây Trắng. Vào năm 2003, Thu Thủy đầu quân cho công ty WePro, lúc đó cô gia nhập nhóm HAT. Tuy nhiên Thu Thủy lại không phải là người khiến cho Mây Trắng đi đến bờ vực tan rã, mà người đó lại chính là Yến Trang. Một lần nữa chị cả Thu Ngọc thẳng thắn kể về lý do nhóm đường ai nấy đi. Khi đang trong giai đoạn Hoàng Kim, Ngọc là người nhớ nhất vì đó là kỷ niệm suốt cuộc đời không bao giờ quên. Trong một lần ra Hà Nội đi diễn, Ngọc với Châu thích khách sạn này, Trang với Nhi thích ở khách sạn khác. Khi Ngọc và Châu đang ngồi nghỉ thì Trang gọi điện thoại nói, thôi đi về không diễn gì hết. Trang với Nhi lấy lý do là đi diễn mà không ở chung với nhau, không đoàn kết. Sau đó, Trang nói với Ngọc là mày ký hợp đồng thì mày diễn, tao không tí thì tao không diễn. Cũng chính vì câu nói đó mà nhóm tan rã luôn. Ở thời điểm đó thì mình không biết trước được tương lai, mình cũng không kiểm soát được bản thân khi còn quá trẻ. Bản thân Yến Trang cũng rất tiếc nuối, mình có những cái không đúng, Yến Trang lần đầu trải lòng. Lâm Khánh Chi chia sẻ mới về đám cưới hoành tráng và cách quyết tâm để làm mẹ sau hôn nhân. Lâm Khánh Chi đã có trải lòng về đám cưới vào tháng 11 sắp tới, cùng những khao khát trong cuộc sống hôn nhân. Chào Lâm Khánh Chi, đến thời điểm hiện tại chị mới dám khoe chồng chưa cưới, phải chăng chị sợ nói trước bước không qua như những lần trước? Tình yêu đối với Khánh Chi không phải là một món quà hay sự đổi trác lợi nhuận, nên sẽ không có khái niệm khoe gì cả. Trong mọi mối quan hệ có một đặc thù riêng, với những lần trước, có lẽ do Khánh Chi vội vã, do cả hai vẫn chưa nắm tay nhau đủ chắc nên nó đứt gánh giữa đường. Còn với anh Phi Hùng, khoe hay không khoe cũng không là điều Khánh Chi màng tới. Điều Chi quan tâm là hạnh phúc và đoạn đường sau này. Nhưng may mắn chuyện tình này được người hâm mộ quan tâm, Chi lấy đó là điều may mắn và thầm cảm ơn những người đã dõi theo chặng đường của mình trong suốt thời gian qua. Điều gì ở người chồng tương lai khiến chị an tâm và tin tưởng để quyết định tiến tới hôn nhân? Khánh Chi cũng chia sẻ rất nhiều về việc này với mọi người, nhưng tụ chung lại là từ trái tim đi đến trái tim. Anh ấy hiền, biết quan tâm, đặc biệt nồng ấm trong tình cảm, tu chí làm ăn. Nói vậy, trước khi trải qua nhiều kỷ niệm, cái Chi quý nhất là sự trân trọng anh ấy dành cho Chi, vậy là đủ. Chi không màng vật chất hay danh vọng. Trong thời gian yêu nhau, cả hai có xảy ra giận hờn gì không? Anh ấy có phải là người năn nỉ xuống nước trước không? Thời gian yêu nhau không riêng gì Chi, ai cũng giận hờn, cũng nản lòng vì áp lực cuộc sống, công việc. Nhưng sau những lần đó, Chi và anh Phi Hùng lại hiểu nhau hơn và thông cảm cho nhau, chứ không rạn nứt, đó là tình yêu hạnh phúc của Chi. Chị có chuẩn bị tâm lý như thế nào để bước vào cuộc sống hôn nhân? Hôn nhân với Chi là cái gì đó thiêng liêng lắm. Chi đã chuẩn bị từ rất lâu lắm, và hơn ai hết, Chi là người biết mình sẽ làm gì tốt nhất cho cuộc hôn nhân này. Chi sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình và cuộc sống của hai người sau kết hôn, toàn tâm toàn ý là một người vợ tốt, chuẩn mực. Chi mua sách nấu ăn, đọc sách tâm lý, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để thấy Chi yêu cái gia đình nhỏ tương lai này cỡ nào rồi. Chị luôn là một người đặc biệt với những ý tưởng lạ, hẳn đám cưới của chị sẽ có nhiều điều bất ngờ lắm, chị có thể bật mí hay không? Khánh Chi cũng như bao cô gái khác, cũng yêu son phấn, thích làm đẹp và nũng nịu với người yêu. Nhưng với đám cưới, Khánh Chi nghĩ chỉ có một lần trong đời, nên Chi sẽ diện chiếc đầm dài nhất, lộng lẫy nhất, có 15 phù dâu phù rể theo chân mình. Tất cả đều là các em thiếu nhi dễ thương, Chi không phải phô trương, mà hơn ai hết, Chi muốn ngày cưới mình phải ấn tượng, đáng nhớ, để sau này nhìn lại Chi không hối tiếc. Hiện tại, chị đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 11, có áp lực và vất vả lắm không? Chi là người bận rộn và thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng với hôn nhân, Khánh Chi không cho đó là áp lực mà đó là trách nhiệm, là tình yêu. Được chính tay chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình là hạnh phúc còn gì bằng phải không?
Sau Việt đang có xu hướng giấu ngày cưới với khán giả lẫn giới truyền thông để bảo vệ sự riêng tư, Khánh Chi thì sao? Cưới xin là chuyện vui sao phải giấu, trừ khi chúng ta làm chuyện gì có lỗi mới không dám công khai. Khánh Chi cũng không có ý định khoe ra để mọi người biết, mà nhiều người quan tâm sẽ tạo nên một sự quan tâm tiếp nối nhau. Chi cho đó là may mắn vì được sự chúc phúc của đại gia đình và khán giả. Trước đây chị từng khoe ảnh cưới khiến khán giả mấy lần hố to vì tưởng chị lấy chồng. Đến lần này, nhiều người lại bán tín bán nghi, nghĩ đây là chiêu trò PR của chị. Chị có giận vì suy nghĩ này không? Chưa bao giờ Chi đùa cợt với tình cảm của mình. Chỉ khi nào có bất trắc và đứt gánh giữa đường mà thôi. Chi muốn nhấn mạnh rằng, những ai khi yêu và muốn đi đến hôn nhân mới hiểu được sự thiêng liêng của tình yêu. Vậy nên, Chi không bao giờ đùa cợt hay mang tình yêu và hôn nhân để làm màu, dù đó chỉ là suy nghĩ. Sau kết hôn, người ta thường nghĩ đến chuyện sinh con. Chị đã cùng ông xã tương lai tính toán đến vấn đề này chưa? Chi và ông xã đã có ý định sinh con nuôi một trai một gái hoặc thụ tinh nhân tạo. Bây giờ khoa học xã hội phát triển mà nên Chi bớt lo phần nào. Chị từng tuyên bố sẽ tự mình sinh con, đến giờ chị vẫn giữ ý định đó chứ. Được làm mẹ là thiên chức trời cho, với Chi cũng vậy. Chi cũng khao khát điều đó hơn ai hết, nhưng Chi không dùng hai từ tuyên bố mà sẽ là quyết tâm phải làm mẹ. Đó là điều hạnh phúc mà thứ hai Chi muốn. Nhiều đồn đoán cho rằng chồng chị phải là đại gia mới khiến trái tim chị siêu lòng và cũng lo cho chị cuộc sống sung túc mới nhận được cái gật đầu ân thuận làm vợ của chị. Điều này liệu có đúng hay không? Là đại gia thì sao mà không thì sao? Tình yêu nào đong đếm bằng vật chất? Anh ấy và Chi là tự trái tim đập chung một nhịp chứ không hề có sự hiện hữu của tiền bạc hay gì khác. Bí quyết nào của chị giúp chị giữ lửa tình yêu và hôn nhân? Để giữ được tình yêu hôn nhân vững chắc, không chỉ có cố gắng mà cả hai cũng phải cần cố gắng, hiểu nhau và quan tâm nhau, cùng nhau giải quyết gian khó như vậy mới bền lâu được. Kết hôn, chị sẽ là nữ nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên được tổ chức hôn lễ hoành tráng, vượt mặt nhiều bạn bè khác. Chị có cảm thấy đây là một may mắn và hãnh diện. Hôn nhân ai cũng như ai cả, nên sẽ có sự công bằng cho tất cả. Không phải Chi là người chuyển giới mà Chi lại thấy mình may mắn. Mà ai tìm được người mình thương cũng là may mắn như nhau, quan trọng là đoạn đường đi sau này mà thôi. Khách vào quán ăn vô ý thức, hành động sau đó của Trường Giang gây bất ngờ. Nhiều chi tiết được chính nhân viên làm trong quán của danh hài kể lại. Ngay từ ngày đầu khai trương, quán cơm của Trường Giang đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Rất nhiều người phàn nàn về vấn đề nổi cộm chính là giá cả đồ ăn quá độ đắt đỏ. Giữa ồn ào, cơm quê mười khó chỉ đăng lên fanpage duy nhất một bài đính chính về mâm cơm thị phi và không quên xin lỗi cho khâu chất lượng phục vụ chưa được chu đáo. Gạt sang một bên những lùm xùm không đáng có, Trường Giang vẫn tất bật với công việc kinh doanh, cố gắng chăm sóc vun vén cho nhà hàng của mình. Có lẽ bạn trai Nhã Phương muốn dùng hành động thay vì lời nói để chứng minh cho mọi người thấy được nỗ lực cải thiện tình hình. Bên cạnh việc nhập toàn bộ nguyên liệu từ quê nhà Quảng Nam, theo như chia sẻ trên fanpage để chế biến, Mười Khó còn trồng nguyên một vườn rau tươi xanh, sạch sẽ trong quán vừa để trang trí vừa để thu hoạch. Thật không may, một thực khách đã hút thuốc và gạt tàn xuống vườn rau của Trường Giang khiến anh không khỏi xót xa. Theo như chia sẻ của một bạn nhân viên, Trường Giang đã tự tay nhặt lên chứ không cần nhờ vả một ai khác. Ngoài ra, nhiều câu chuyện thú vị về quán ăn cũng được người này thoải mái chia sẻ. Sếp em giỏi lắm, rau sếp chồng mà ai nỡ lòng nào hút thuốc xong bỏ tàn thuốc vào đó, làm ổng lụm mà ổng chửi miết. Nhân viên chụp lại cảnh Trường Giang dọn tàn thuốc lá ngoài vườn rau. Mặc dù là ông chủ nhưng danh hài vẫn phải đích thân ra tay. Người này còn tiết lộ Trường Giang rất hay đùa giỡn vui vẻ với nhân viên của mình. Mặc dù giá cả đồ bị chê nhiều nhưng cứ đến tối quán lại đông nghẹt khách. Nhân viên tại nhà hàng của Trường Giang kể chuyện lần đầu đến ăn được anh phục vụ chu đáo. Cũng đi ăn để gặp thần tượng, được Mười Khó làm mì quảng cho ăn, rồi lấy đũa muỗng nữa chứ. Mười Khó chỉ cách ăn mì nữa, được Mười Khó bóp vai nữa chứ, ôi rung động thật. Nói chứ Mười Khó đẹp trai lắm các bác ạ, mà quán đông quá nên không chụp ảnh chung được, thôi thì hẹn Mười Khó hôm khác qua nữa nhé. Fan choáng váng khó hiểu trước quyết định buông túi của Đàm Vĩnh Hưng. Mr. Đàm từng khiến fan choáng váng trước ý định bán bộ sưu tập túi hàng hiệu chất thành núi của mình.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng khiến fan sốc khi đăng tải hàng loạt những chiếc túi hàng hiệu lớn nhỏ đính kèm với dòng trạng thái ngỏ ý bán túi. Cụ thể, ông Hoàng Nhạc Việt viết, định bán bớt giỏ sách, túi sách với nhiều lý do. 1. Nhiều quá không có chỗ để. 2. Cũng muốn chiều lòng một số fan muốn giữ lại một kỷ niệm với Đàm Vĩnh Hưng, vì đa số là các túi sách, bớt giỏ đều đi theo anh ấy khắp mọi nơi trên thế giới. 3. Muốn trích ra một phần để giúp đỡ người nghèo bệnh tật. Mình viết status rồi nhưng lại chưa up vì muốn lấy ý kiến tham mưu của mình, cũng khá nhiều ý tưởng, ai cũng có lý và thuyết phục. Mình tự làm luật sư biện hộ cho mình luôn, tôi không rượu chè, cờ bạc, trai gái hút chích hay có những sinh hoạt nào vô bổ cả, ngoài niềm vui shopping. Cũng là cách tự thưởng cho mình sau những giờ trút hết sức làm việc miệt mài sống chết trên sân khấu. Quân sư phán liền một câu rất duyên, ủng hộ hơn mua sắm, được quyền xài cho chính mình. Chị thấy mua giỏ tốt hơn là mua dâm. Tôi quyết định chọn giải pháp sẽ bày ra bán một lần luôn tất cả, những cái nào mình muốn bán sẽ thông báo trước một tháng cho, chàng ca sĩ chia sẻ. Chỉ sau ít phút đăng tải, bài đăng khiến fan vô cùng bất ngờ, thích thú và ủng hộ nhiệt tình. Bạn Nguyễn Tuấn Hùng bình luận, thoạt nhìn mà không đọc status, em tưởng đang ở cửa hàng đồ hiệu nào ở bển, nhiều giả mang luôn ấy. Facebook Cẩm Nhung hóm hỉnh, vâng, mua giỏ tốt hơn mua dâm, nhưng chắc là mua dâm thích hơn mua giỏ, theo em anh nên bán giỏ và mua dâm. Còn nhớ trước đó không lâu, Mr. Đàm từng khiến fan choáng váng trước bộ sưu tập túi sách hàng hiệu chất thành núi của mình.